Mỗi một lần diễn ra các kỳ VTV Cup thì ban tổ chức luôn mời những đội bóng có chất lượng cao, có những phong cách thi đấu hay đến Việt Nam để giao lưu, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn. Và không biết là năm nay thì sau khi các đội bóng đã đến Việt Nam thì không biết là chúng ta sẽ có những cái đội bóng sẽ mang những phong cách mới và những phong cách rất là ấn tượng đến cho khán giả chúng ta có thể được theo dõi những trận đấu hấp dẫn và được theo dõi cả những phong cách bóng chuyền rất đặc biệt, đúng không ạ, Đức Huyền? Vâng, đúng là như vậy. Cũng như anh Tuấn Đức cũng đã theo dõi 15 năm tổ chức đã qua của các kỳ VTV Cup thì một trong những điều tạo nên chất lượng cũng như uy tín của giải đấu chính là chất lượng của những các đội bóng khách mời. Và năm nay thì có một đội bóng tới từ Nhật Bản, đó là câu lạc bộ NEC, cũng khiến cho tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Và đội bóng này ngay sau khi có mặt tại Việt Nam chỉ một giờ đồng hồ thôi đã ngay lập tức bước ra sân tập luyện và với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Và một điều khác khiến chúng tôi cảm thấy ấn tượng và thú vị đó chính là sự chuẩn bị rất chu đáo và chuyên nghiệp của các cô gái câu lạc bộ NEC của Nhật Bản. Chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Câu lạc bộ bóng chuyền NEC của Nhật Bản là đội bóng có lực lượng đông nhất so với các đội bóng tham dự giải. Hơn 20 cầu thủ nhưng có tới 10 thành viên trong ban huấn luyện làm nhiệm vụ chuyên môn cho các vận động viên. Trong một buổi tập, mỗi thành viên có những nhiệm vụ khác nhau. Người lau bóng, người lau sân, huấn luyện viên thể lực, bác sĩ luôn luôn túc trực trên sân. Ngay cả bóng tập cũng là bóng họ mang từ Nhật Bản sang, chất lượng bóng đúng với tiêu chuẩn quốc tế. Ban huấn luyện chú trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng từng chiếc khăn cho các tuyển thủ. Đây là đội bóng yêu cầu số lượng khăn nhiều nhất trong các buổi tập. Đối với chúng tôi, việc chuyên nghiệp trong từng chi tiết rất quan trọng. Ví dụ khi chúng tôi chuẩn bị khăn, thì chúng tôi chuẩn bị rất nhiều khăn. Khi thi đấu hay tập thể lực, vận động viên ra mồ hôi rất nhiều. Chúng tôi thay đổi khăn liên tục. Tôi nghĩ việc lau mồ hôi với chiếc khăn mới, khô, sẽ khiến họ tập luyện tốt hơn. Sự chuyên nghiệp của đội tuyển Nhật Bản cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại giải bóng chuyền VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 kể ra rất nhiều. Nhưng tôi xin kể một câu chuyện như thế này thôi. Ngay sau khi đến Việt Nam, trước khi nhận phòng ăn, phòng ở, thì đội tuyển Nhật Bản đã yêu cầu khách sạn phải bố trí cho họ một căn phòng như thế này. Căn phòng này có nhiệm vụ là để cho các vận động viên tập hồi phục cũng như là massage sau những giờ thi đấu và tập luyện vất vả. Đây là căn phòng riêng biệt nên phóng viên không thể tác nghiệp. Căn phòng này lúc nào cũng đông các vận động viên Nhật Bản ra vào. Phòng tập gym là phòng có số lượng vận động viên Nhật Bản tập đông nhất. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, rõ ràng câu lạc bộ bóng chuyền NEC của Nhật Bản rất tôn trọng các đối thủ tại giải đấu sắp diễn ra. Trong suốt thời gian qua thì đã